Xin chào các bạn đến với Camera Hải Nam. Nếu bạn đang cần một chiếc camera ngoài trời quan sát 360 độ, ghi hình màu full ngày đêm, đàm thoại và cảnh báo có người chuẩn xác thì đừng vội bỏ qua em iMount S42FB này, hay còn gọi là iMount Racer mà mình sẽ review trong ngày hôm nay. Thì không để các bạn chờ lâu hơn nữa, mình sẽ đập hộp và đánh giá qua một số tính năng nổi bật của chúng ngay nhé. Về ngoại hình thì như các bạn cũng thấy là mẫu camera này có ngoại hình khá là hầm hố với thiết kế theo dạng BTZ, giúp xoay chuyển 360 độ với góc xoay ngang là 355 độ và góc xoay dọc là 90 độ. Đặc biệt thì bạn có thể điều khiển góc quan sát cho camera từ xa thông qua phần mềm iMount trên điện thoại khi mà có kết nối Internet mà không cần phải tháo lắp camera như các dòng camera truyền thống. Về chất lượng hình ảnh thì S42FB cho ra hình ảnh siêu nét 2K với màu sắc thể hiện trung thực và đi cùng với công nghệ nén hình ảnh H265 giúp làm giảm 50% lượng băng thông tiêu thụ và tiết kiệm dung lượng lưu trữ gấp 2 lần so với chuẩn H264. Nhờ được trang bị cả LED hồng ngoại và đèn chiếu sáng mà iMount Cruiser 4M có thể ghi hình ban đêm với 4 chế độ. Đầu tiên là chế độ hồng ngoại. Khi mà chọn chế độ này thì LED hồng ngoại sẽ tự động bật lên khi trời tối, giúp ghi hình trắng đen rõ nét với tầm xa lên đến 30m. Thứ hai là chế độ màu, thì chế độ này sẽ kích hoạt đèn chiếu sáng hỗ trợ ghi được hình ảnh có màu vào ban đêm, và bạn có thể dùng đèn chiếu sáng của iMount để mà soi rọi khu vực. Tiếp đến là chế độ thông minh, cho phép chuyển từ hình ảnh đen trắng sang hình ảnh có màu khi mà phát hiện có người vào khu vực. Và cuối cùng là chế độ nghỉ. Chế độ này của iMount Racer sẽ ghi hình theo ánh sáng của khu vực mà không bật hồng ngoại hay là đèn chiếu sáng. Điều này sẽ giúp cho kẻ gian khó biết được không gian có lắp đặt camera mà đề phòng cảnh giác. Bên cạnh đó, nhờ tích hợp hệ thống mic loa nên là iMount S42FB có thể trò chuyện hai chiều với điện thoại thông qua phần mềm iMount khi mà có kết nối Internet. Từ đó thì bạn có thể trò chuyện ngay khi khách đến thăm nhà hoặc là có kẻ gian đột nhập trái phép. Và cuối cùng là khả năng phát hiện và cảnh báo có người chuẩn xác. Cụ thể thì S42FB sẽ gửi cảnh báo qua điện thoại khi phát hiện chuyển động tại khu vực lắp đặt camera. Ngoài ra, khi bật chế độ quan sát ban đêm thông minh và chế độ cảnh báo âm thanh thì khi phát hiện chuyển động, camera sẽ gửi cảnh báo đến điện thoại. Đồng thời sẽ phát còi hú lớn và nhấp nháy đèn chiếu sáng để mà cảnh báo tại chỗ. Điều này giúp cảnh báo và xua đuổi kẻ gian hiệu quả hơn. Thì với mẫu iMount S42FB, bạn có thể dùng ngoài trời thoải mái, bởi chúng được sản xuất theo tiêu chuẩn IP66, giúp chống nước, kháng bụi và chịu nhiệt khá tốt. Với một chiếc camera ngoài trời đa tính năng như vậy thì iMount Racer 4M có giá như thế nào? Thì giá của iMount S42FB tại Hải Nam đang khuyến mãi đến 60% chỉ từ 1.200.000 đồng. Tuy nhiên thì đây là mức giá ở thời điểm mà mình quay video. Để được báo giá chính xác nhất cùng các chương trình khuyến mãi, bạn có thể nhấp vào link sản phẩm hoặc là gọi đến hotline bên dưới phần mô tả để được hỗ trợ nhanh nhất nhé. Nếu thấy video này bổ ích thì cho mình xin một like và nhớ đăng ký kênh, nhấn nút chuông kế bên để nhận thông báo khi Hải Nam ra video mới nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.